Sau 2 ngày tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi tại Công viên Kỹ năng Thanh niên, thành phố Bà Rịa, Hội trại kết nối thanh niên tôn giáo dân tộc năm 2023 vừa bế mạc vào trưa nay. Tham gia hội trại có hơn 200 thanh niên là người dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh. Hội trại kết nối thanh niên tôn giáo dân tộc năm 2023 đã tôn vinh và góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, kết nối thanh niên tôn giáo dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tại lễ bế mạc hội trại, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội có thành tích cao trong các hoạt động của hội trại như trò chơi dân gian, bóng chuyền nước, cuộc thi phục dựng phong tục tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, đồng thời trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Phú Mỹ. Hội trại kết nối thanh niên tôn giáo dân tộc được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì tổ chức trong nhiều năm nay nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên và góp phần nâng cao uy tín của tổ chức hội trên địa bàn toàn tỉnh.